chú? Hả? Nghe đây nè. Thì thấy hả? Sao nó màu vàng quá vậy? Hả? Sao nó màu vàng quá vậy? Thì nó có thứ là mà da rồi nó tự dần ăn qua gì vậy? Gà. 180 cho con này. Con mua quen lại mua đẹp hộp chú không có bán quên đó, chị Huỳnh mua cái hộp hộp. Giờ này mua gà xong mua rau cải. Mua môn. Bữa nào quay từ đầu tới cuối làm bánh mì á. Rồi, bữa nào vô nhà quay luôn. Lấy bốn ổ đi. Nhà lấy bánh nào? Bánh gì? Bánh thường đi. Anh lòng ổ á, bánh thường chứ. Thôi, bánh thường thôi. Ổ bánh cốc. À, bánh này cái gì? Thanh long. Chế ơi, cái bánh ở đây ngon hơn nước mát. Bữa hôm nay cũng ngon hơn. Cái thanh long ngon nước mát. Để cái Đức Phát nó mặn mặn, nó kỳ kỳ đó. Xếp hàng mà mua không ngon nữa. Ở đây khỏi xếp hàng, sướng thấy hồn. Đi đâu cho xa. Rồi, mua dừa đâu nghe. Rồi, mua dừa nó là xong rồi, nó về nấu. Khoan, vậy là 20 luôn đi em trai. Cái 20 luôn đi ha. Ở đó của cô á hả? Miếng nước chảo. À này đây dắt chắc chắn hả? Chắc chắn mua bón chứ. Cần lá dứa không? Không. Nắm ra liền. Đây là chợ sớm củi. Bột gia vị nấu curry. Đổ hết bọc không? Yeah. Rồi xong nó làm mầm tỏi và trộn cà ri. Gia vị gồm có xả, củ hành, tỏi. Hộp gia vị. À, đây là lòng gà. Rồi có khoai lang nè. Khoai lang mình đem đi chiên với mai môn đem chiên. Đem chiên chưa?
nó ngon chứ, chiên thơm mồi. Khoai lang. Dầu ít quá. Chào cho thịt nó trắng lại. Phải nói như là tại vì người ta ốp cơ riêng sẵn không mà mình là bỏ cơ riêng mình xào sơ cho nó cho cái màu nó đẹp. Đỡ ăn không hết, để em tủ lạnh nấu lại mốt cái màu nó vẫn tươi, nó không có đen. Em bỏ màu dĩ nhiên nó phái lắm nó. Ủa sao làm cơ riêng với màu đen thù nấu ăn liền thì chúng ta mà hâm lại 2 ngày nữa. Lên vậy là màu đẹp đó. Đó, chờ cho thịt nó săn lại không? Rồi mình đổ nước dừa vô. Để 2 ngày cũng được. Để 2 ngày hâm lại nó có đen. Thơm quá. Giờ này thử thử nhầm mùi cà ri rồi đó bụng đã. Mình xào xong rồi mình nhúc ra chảo. Nhúc ra nọ son nấu. Xào cho thịt nó hơi săn lại rồi đổ nước dừa. Cái này món dân gian ai cũng biết nấu, mỗi người nấu. Cà ri này ai cũng có biết nấu hết, nhưng mà một người khác nấu nhau. Kiểu như cái màu sắc làm như vậy thì 2-3 ngày mình hâm lại nó cũng cái màu nó cũng vẫn như vậy. Nó không có bị đen. Nè, còn đồ ăn nè, có thịt kho hộp vịt, thịt kho tàu. Là 2-3 bữa trước rồi. Yeah. Nước dừa không bỏ hết. Okay.
trong đồ lên chảo lên nồi nấu đấy, đổ nước vô không? Nãy quên xào mấy cái xài rồi. Đi. Rồi xong, vậy là xong, vậy là còn chỉ còn ăn thôi. Mời cả nhà ăn curry nha. Curry bánh mì thanh long. Bún nè. Curry nè. Curry bánh mì bún ớt muối hột nha, đặc biệt là mình làm đồ muối hột nó ngon hơn. Bánh mì thanh long nè.